Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Lên nước nguy hiểm vãi. Không ăn. Vào vua. Cà này đi ăn đi. Dí lên. Đây. Kinh nhỉ. Quyết rình rập nước này. Kinh nhỉ. Giờ chạy đâu? Tốt ăn đấy. Tốt ăn lên đi. Rồi, con mã của mình sẽ tiếp tục đưa vào ô C5. Nước sau của đây mình sẽ đẩy tốt lên, sau đó chui nốt con tượng vào đây. Thế là đẹp luôn. Ra hậu, vậy là trắng muốn chuẩn bị đưa xe ra. Đây, vẫn kế hoạch đấy. Về mã. Lên mã thôi. Lên xe ra đấy. Bí chưa? Có nước đẩy tốt lên đây để tượng đuổi mã, nhưng mà mã mình lại giã ngay. Không ngại va chạm. Về tượng. Về đổi. Vào việc đi. Tượng ăn lên. Rồi, ok, mình lên tốt để giữ con tốt này đã. Giờ con tượng mình có thể chui vào đây rồi. Vị trí quá đẹp. Sau đó thì mã mình sẽ kiểm soát ô C5. Vị trí trong mơ của mã. Cao thủ Hà Lan 2070. Khi tận 2070, mình thắng mình sẽ được cộng 11 elo. Không thể tin nổi. Rồi, đen đang bị mình dồn ép. Lên hậu đấy, chưa biết làm gì. Ra xe cái đã. À, có lẽ là đen có thể muốn chặn mã ở đây chăng? Chặn mã vào mình sẽ lên đuổi xe, không bắt tốt B7. Bây giờ mình ở đen mình sẽ phải di chuyển con xe, sau đó chui tượng về để phòng thủ cho vị trí C5 này. Nhưng mà cũng rất mất rất nhiều nước mình có thể đánh nước này. Trong khi một nước nữa là mình đưa mã vào rồi.
À, anh lên hậu có lẽ muốn đẩy tốt để đuổi tượng. Bây giờ mình sẽ chui tượng vào thôi. Xuống xe, như vậy anh đã từ bỏ việc tấn công của tốt này. Long mã lên. Vào việc đi em ơi. Đổi hậu á. Thì đổi thôi. Đơn giản đấy mà. Rồi, bây giờ xuống ra xem đen sẽ chạy tượng đi đâu. Nước sau mình sẽ dí. Chịu thua luôn. Vâng. Anh biết là cũng không làm ăn gì được, cho nên là quyết định chịu thua trước khai cuộc English sở trường của ChessTC. Nào, chúng ta sẽ cùng luyện tay luyện mắt. Vào việc. Không ăn. Vào việc. Gớm. Đây. Vào việc. Xen lên. Cũng ăn nốt. May quá. Tí toang 20 giây. Gớm nhỉ. Khó rồi. Khó rồi. Nước chiều hết. Nước chiều hết. Trời ơi. Chỉ một giây thôi.